một con hẻm nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám giữa trung tâm Hà Nội. Chợ không ồn ào, náo nhiệt mà tĩnh lặng tránh xa sự ồn ào của phố thị. Chợ họp mỗi tuần một phiên vào ngày Chủ nhật. Mặt hàng chỉ có đá quý, những viên đá đủ màu sắc, đủ hình dạng, từ dạng thô ráp, tinh thể cho đến những viên đá đã được người thợ làm đẹp châu chuốt, tỉ mỉ. Có những viên đá vẫn còn nằm nguyên trong khối tinh thể, có những viên đá được gia công có giá cả trăm triệu đồng. Đá quý được bày bán ở phiên chợ này mang về từ nhiều nơi, nhiều nhất là đá quý ở Lục Yên, Yên Bái, Quỳ Châu, Nghệ An, Đắk Nông, Phú Yên hay từ Malaysia hoặc các mỏ đá nước ngoài. Những người bán đá ở chợ tiết lộ, đa số đá quý bày bán ở chợ phiên chưa phải là những viên đẹp nhất. Họ mang về đây là các loại đá phục vụ những người thợ kim hoàn, khách du lịch hay những người yêu thích vẻ đẹp muôn màu của đá quý. Tùy theo từng túi tiền của từng người một, và cái nhất, cái thứ hai nữa, cái gam màu của mỗi người nó khác nhau. Tại vì mỗi một cái dòng đá này nó là rất là nhiều màu, nhưng nó không phải là hàng trăm màu. Nó hơn nhau một gam màu, nó đã sang một màu khác rồi. Còn cái chợ 456 đây nó cũng có cái một cái hay của nó là còn như khách nước ngoài quốc tế người ta biết đến rất nhiều, chẳng qua là đợt này nó chưa đi vào ổn định, chưa dịch cho nên là ít khách. Còn khách nước ngoài người ta mua trên ở Hà Nội đây, ở chợ 456 đây, người ta thích hơn lên Lục Yên tại vì giá thành nó rất là phải chăng, hợp lý giá. Những người chế tác chuyên nghiệp đến chợ để săn những loại đá nguyên liệu còn thô ráp. Rất nhiều trong số này là những viên đá có giá trị lớn gấp nhiều lần lúc mua. Chỉ khi được bóc tách, mài dũa mới lộ ra vẻ đẹp. Còn người sưu tầm đá quý tìm đến chợ để kết nối với thợ mỏ, nhờ săn tìm những viên đá trị giá cao cả trăm triệu đồng, thậm chí là hàng tỷ đồng. Còn khách du lịch tìm đến chợ để mang về những viên đá kỷ niệm giá chỉ vài trăm ngàn đồng. Ban tổ chức chợ yêu cầu những người bán đá quý ở đây cam kết về nguồn gốc xuất xứ. Chợ cũng có nơi chế tác kiểm định khi khách hàng yêu cầu.